Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đà Tẻ Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây Lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra Ban tin giáo huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên quý 3 năm 2024 Thị trấn Đà Tẻ tổ chức xét tiêu chuẩn thanh niên kháng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 Hội đồng dân huyện Đà Tẻ tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 9 tại hội trường tỉnh ủy, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão gây ra vừa qua. Buổi lễ được truyền trực tiếp đến các điểm cầu tại các xã thị trấn thuộc các huyện thành phố trong tỉnh. Tham dự lễ phát động tại huyện Đa Tẻ và các điểm cầu tại huyện ủy và các xã thị trấn. Tại hội trường huyện ủy, các đồng chí trong thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo chuyên viên các ban đảng, ủy ban kiểm tra huyện ủy, văn phòng huyện ủy, trung tâm chính trị huyện, lãnh đạo chuyên viên ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, trưởng phó các cơ quan chuyên môn thuộc huyện. Tại đầu cầu tỉnh ủy, thay mặt cho ban thường trực, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Phạm Triều, trưởng ban vận động quỹ cứu trợ tỉnh, đã kêu gọi quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào các tỉnh thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Như các phương tiện thông tin đã đưa, cơn bão số 3, tên quốc tế là bão Iagi, được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2024, bão số 3 và hoàn lưu bão số 3 đã cản quét hàng loạt khu vực tại miền Bắc nước ta. Mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sập cầu, tất cả đã và đang để lại những hậu quả hết sức nặng nề. Theo báo cáo của các địa phương, bão và hoàn lưu bão số 3 đã khiến hơn 300 người chết và mất tích. Nhiều tài sản, công trình của nhà nước và của nhân dân bị tàn phá. Hàng ngàn hecta lúa, hoa màu, hàng trăm ngàn con gia súc gia cầm bị chết và bị cuốn trôi. Hưởng ứng lời câu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương ngoài tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Mức phân đấu và động tham gia ủng hộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất bằng một ngày lương, công nhân, người lao động bằng mỗi ngày thu nhập, các tổ chức, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, các tiểu thương, các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên trong toàn tỉnh, tùy theo điều kiện tham gia đóng góp hỗ trợ với mức cao nhất có thể. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện doanh nghiệp của tỉnh đã phát biểu thể hiện tinh thần chia sẻ cùng nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra một cách kịp thời, cụ thể nhất. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí quyền bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp phát huy cao độ tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, gương mẫu trực tiếp và vận động gia đình, người thân tích cực ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra bằng những việc làm cụ thể thiết thực nhất. Ngay tại buổi lễ phát động, ban vận động quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ trực tiếp trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đại diện các tổ chức tham gia lễ phát động tại hội trường tỉnh ủy và trực tuyến toàn tỉnh thông qua đăng ký ủng hộ của các sở ngành và địa phương trong tỉnh. Theo tổng hợp nhanh từ ban vận động cứu trợ tỉnh Lâm Đồng, ngay sau lễ phát động, toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Tại huyện Đà Tẻ, ngay chiều ngày 10 tháng 9, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thông tin và vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn của huyện đăng ký ủng hộ. Ngay sau lễ phát động của tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham dự buổi lễ. Theo kết quả tổng hợp từ ủng hộ trực tiếp và đăng ký ủng hộ tại mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện từ các cơ quan, đơn vị, trường học. Đến hết buổi sáng ngày 11 tháng 9, toàn huyện đã ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền hơn 308 triệu đồng. Được biết, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã quyết định trích từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai của tỉnh số tiền 12 tỷ đồng, cùng với số tiền kêu gọi ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Để ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố, miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Những nghĩa cử kịp thời, cụ thể và thiết thực của cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói chung, huyện Đà Tẻ nói riêng, sẽ là nguồn động viên để đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra để sớm ổn định cuộc sống. Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2024, Ban tuyên giáo huyện ủy Đà Tẻ đã tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn huyện nhằm quán triệt một số nội dung trọng tâm trong công tác thông tin tuyên truyền về 55 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đợt thi đua cao điểm Đảng bộ chính quyền, quân và dân huyện Đà Tẻ đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn vươn lên cùng đất nước các đồng chí đại diện thường trực huyện ủy báo cáo viên các huyện lãnh đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của huyện bí thư các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể các xã thị trấn và bí thư các cơ sở đoàn tại hội nghị đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã giới thiệu những nội dung cơ bản về di trúc của chủ tịch hồ chí minh đề cương tuyên truyền về di trúc và 55 năm, năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh vì những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền phổ biến đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đợt thi đua cao điểm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đà Tẻ đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn vươn lên cùng đất nước. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy nêu rõ bao đợi dung cốt lõi đó là thi đua tích cực tham gia các hoạt động phát triển văn hóa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024. Thi đua với quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ được sao đối với dự án đường bộ cao tốc tên Phú Bà Lộc đoạn đi qua địa bàn huyện Đà Tẻ và hưởng đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc do Thủ tướng Chính phủ phát động và thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ huyện Đà Tẻ lần thứ 10, đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14. Phát biểu với đội ngũ báo cáo viên cổ huyện tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền di trúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành quả đạt được sau 55 năm thực hiện di trúc của người là hết sức quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo động lực thi đua phát triển đất nước mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả ngay từ cơ sở. Trong tuyên truyền về đợt thi đua cao điểm của tỉnh và của huyện, cần có phương pháp cụ thể, bám sát nội dung thực tiễn ở cơ sở để truyền tài kịp thời đúng với chủ trương, quan điểm của đảng, nhà nước cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền về mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, gương người tốt, việc tốt. Phong trào thi đua phải thể hiện bằng việc làm, sản phẩm được lượng hóa cụ thể. Từ đó mới có giá trị để nhân rộng trong cộng đồng cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng tại các cuộc họp tại cơ quan đơn vị sinh hoạt ở khu dân cư tuyên truyền trên hệ thống thông tin và mạng xã hội nội dung tuyên truyền phải bảo đảm tính chính xác kịp thời và khách quan từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thông tin tuyên truyền nói riêng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng đảng hệ thống chính trị của huyện nói chung thưa quý vị và các bạn sáng ngày 12 tháng 9 năm 2024 hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn đa tẻ đã tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn gọi công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Tại hội nghị, lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện, hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn đã quán triệt sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Nội dung các văn bản mới của Bộ Quốc phòng và các bộ ngành chức năng trung ương quy định về trình tự xét duyệt tiêu chuẩn công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự cũng như tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn yêu cầu các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự nêu cao tinh thần trách nhiệm khách quan công tâm đúng thực tế trong đóng góp ý kiến đối với các trường hợp hoãn tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự điều kiện thực tế về sức khỏe hoàn cảnh gia đình trình độ văn hóa đối với các thanh niên đã được rà soát tuyển chọn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự qua đó nhằm công khai dân chủ để lựa chọn được những thanh niên tiêu biểu về sức khỏe trình độ văn hóa bàn cảnh chính trị tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025 bảo đảm đủ về số lượng nâng cao về chất lượng trên cơ sở kết quả điều tra lập danh sách và quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ các tổ dân phố, ban chỉ huy quân sự thị trấn đã quán triệt quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ các quy định về hoãn tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự các trường hợp được hoãn tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 tại các tổ dân phố trên địa bàn từ đó Hội nghị đã tiến hành là soát điều chỉnh hồ sơ lý lịch cá nhân, đánh giá các tiêu chuẩn về hoàn cảnh chính trị, trình độ văn hóa, đạo đức lối sống của từng đối tượng, đặc biệt xem xét đánh giá cụ thể về điều kiện hoàn cảnh gia đình của các trường hợp xin tạm hoãn nhập ngũ. Theo đó, trên địa bàn thị trấn có 200 thanh niên trong độ tuổi xét duyệt các tiêu chuẩn tham gia khám sơ tuyển. Trong đó có gần 80 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, phần lớn có trình độ trung học phổ thông. Các đại biểu tham dự đã thống nhất cao kết quả rà soát bình chọn công khai về thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 cũng như các trường hợp được hoãn, tạm hoãn là đúng với các quy định của luật nghĩa vụ quân sự cũng như thực tế của hoàn cảnh gia đình thanh niên. Được biết, sau khi rà soát bình chọn công khai dân chủ theo đúng quy trình, hội nghị sẽ chốt số lượng thanh niên đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025. Là địa bàn có số đông thanh niên tham gia khám tuyển và nhiệm ngũ hàng năm được sự chỉ đạo sâu sát của đảng ủy hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn luôn chủ động triển khai tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm trong đó có việc triển khai nghiêm túc đúng quy trình về xét duyệt tiêu chuẩn tổ chức sơ tuyển điều khám và giao nhận thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự bảo đảm không ngừng nâng cao về chất lượng là chỉ tiêu về số lượng được hội đồng nghĩa vụ quân sự giao cho đây là kết quả bước đầu nhằm tạo cơ sở để hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn đa thẻ chủ động quyết định điều thanh niên tham gia khám tuyển khi có chỉ tiêu phân bổ. Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đà Tẻ. Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2024, Hội Nông dân huyện Đà Tẻ tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024. Tham dự có đồng chí Phan Đức Thái, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Hồ Quốc Phong, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy. Các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, và lãnh đạo của hội nông dân huyện, chủ tịch, phó chủ tịch, đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó nông dân các xã thị trấn trên địa bàn của huyện. Tham gia hội thi có 9 đội đến từ các xã thị trấn với 3 vòng thi gồm phần thi kiến thức, phần thi kỹ năng thuyết trình và phần thi tiêu phẩm. Các phần thi có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ và các nghị quyết, kế hoạch của địa phương tuyên truyền về nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nghị quyết đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh Lâm Đồng, hội nông dân huyện Đà Tẻ lần thứ 9, nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đường mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 26 của tỉnh ủy Lâm Đồng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 2030 luật đất đai năm bốn, luật nhà ở 2023. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, Luật bảo vệ môi trường 2020, Luật hôn nhân và gia đình 2014, Luật tố cáo 2018, Luật khiếu nại 2011. Thông qua hội thi, nhập đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền và chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở, giúp các cấp hội nhận thức đầy đủ hơn về công tác tuyên truyền và vai trò vị trí của đội ngũ tuyên truyền viên, qua đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đạt hiệu quả trong tuyên truyền ở cơ sở góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ cơ sở hội và thực hiện hiệu quả chỉ thị số 30 của ban bí thư trung ương đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ tuyên truyền viên của hội đông dân trên địa bàn của huyện có dịp giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau từ đó xác định phương hướng rèn luyện trao dồi kỹ năng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tìm ra những phương pháp truyền đạt hữu hiệu để góp phần đưa các chủ trương đối lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội đi vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội đến từ hội nông dân thị trấn Đa đẻ trao giải nhì cho đội thi đến từ xã Triều Hải, đạt giải ba thuộc về hai đội đến từ xã Đạ Ban và xã Mỹ Đức và trao năm giải khuyến khích cho năm đội còn lại. Đồng thời, trao giải tiểu phẩm hai nhất cho đội thi xã Triều Hải giải xử lý tình huống hay nhất cho thị trấn đà tẻ giải kỹ năng hay nhất thuộc về đội xã quảng trị và giải đơn vị tham gia nhiệt tình nhất thuộc về đơn vị thị trấn đà tẻ